Xin chào các bạn đang xem video của Vietnam Discovery. Trong video ngày hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn khám phá một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Miền Trung Việt Nam nổi tiếng với nhiều bãi biển quyến rũ trong xanh như ngọc. Nếu biển Nha Trang rộn ràng tươi vui với nhiều hoạt động du lịch, thì biển Đà Nẵng lại làm say đắm du khách trong nước lẫn quốc tế bởi những con sóng ôn hòa và dòng nước ấm quanh năm. Đà Nẵng sở hữu rất nhiều bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp như Non Nước, Nam Ô, Sao Biển. Nhưng chính Mỹ Khê là chân ái làm bạn phải lòng ngay từ lần gặp đầu tiên và chỉ muốn quay lại thêm nhiều lần nữa. Không chỉ có cảnh đẹp, biển Mỹ Khê còn có nhiều hoạt động thể thao giải trí dưới nước đưa bạn đi gần với đại dương bao la hơn. Hãy cùng chúng tôi đi du lịch Đà Nẵng và khám phá bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Được bình chọn từ tạp chí Mỹ, bãi biển Mỹ Khê được đánh giá là bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Đà Nẵng là nơi tập hợp nhiều bãi biển đẹp và nổi tiếng như bãi biển Tiên Sa, bãi biển Non Nước. Nhưng bãi biển Mỹ Khê vẫn nổi lên như một viên ngọc sáng, thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Bãi biển Mỹ Khê có đường bờ biển dài khoảng hơn 900 mét, nổi tiếng với thảm cát trắng mịn, dòng nước ấm quanh năm, nhịp sóng biển ôn hòa và được bao phủ bởi rặng dừa trải dài bao quanh. Bãi biển Mỹ Khê toát lên vẻ đẹp hấp dẫn khó cưỡng. Bởi vậy, theo một số bài khảo sát, những người đã đến nơi đây, bãi biển Mỹ Khê là một trong 10 bãi biển châu Á được yêu thích nhất thế giới. Với độ sâu vừa phải của mực nước biển, du khách sẽ thoải mái vẫy vùng trong làn nước xanh mát và ngắm nhìn Ngũ Hành Sơn uy nghi hùng vĩ hay đảo Cù Lao Chàm xa xa phía Hội An. Bạn sẽ không thể cưỡng lại được vẻ tuyệt đẹp của buổi bình minh hay những buổi hoàng hôn buông bình trên mặt biển. Biển Mỹ Khê có độ mặn khoảng 60%, không chịu tác động của ô nhiễm, nước biển có độ an toàn cao, vì vậy thảm thực vật và động vật tại nơi đây vô cùng phong phú. Một số loại tảo quý cũng được tìm thấy như rong câu chân vịt, rong câu chỉ vàng. Đi dọc bờ biển trên nền cát trắng, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạ sang, biệt thự đạt chuẩn quốc tế và các dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí vô cùng hấp dẫn như lặn biển ngắm san hô, câu cá, lướt ván, mô tô nước, đi du thuyền. Biển Mỹ Khê Đà Nẵng ở đâu? Biển Mỹ Khê nằm dọc theo cung đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 3 km về phía đông nam. Biển Mỹ Khê có 3 bãi tắm chính, nhưng bãi tắm 123 là bãi tắm chính, được quy hoạch với đầy đủ các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ du khách như gửi xe, gửi đồ, tắm nước ngọt, ăn uống, cứu hộ, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, bãi biển Mỹ Khê luôn được dọn dẹp sạch sẽ, quy định xả rác trên bãi biển được thắt chặt mạnh mẽ. Thông đường rác cũng được bố trí ở nhiều nơi, đồ ăn được bán tại đây cũng luôn có nhân viên dọn vệ sinh để đảm bảo cảnh quan và môi trường xung quanh. Mỹ Khê là tên gọi chung của đường bờ biển kéo dài khoảng 10 km từ chân bán đảo Sơn Trà đến núi Ngũ Hành. Còn bãi biển Mỹ Khê bao gồm 3 bãi tắm chính, nằm trải dài gần 1 km ở khu vực trung tâm thành phố, nơi du khách được thoải mái đắm chìm trong màu xanh của biển, trải dài tới tận chân trời. Bãi biển Mỹ Khê sở hữu bãi cát trắng mịn, độ dốc thoai thoải, nước trong và ấm quanh năm, không có sóng lớn, dọc theo bờ biển là rừng dương và hàng dừa xanh thẳng tắp, đem đến một vẻ đẹp bình yên, thư thái. Đặc biệt, nước biển có độ mặn chỉ khoảng 60%, không bị ô nhiễm và được kiểm định an toàn cao. Vì thế, bạn và gia đình có thể yên tâm tắm biển Mỹ Khê. Ngoài ra, chính quyền và người dân Đà Nẵng vẫn luôn nỗ lực giữ gìn vệ sinh và an toàn bãi biển, đồng thời tạo ra nhiều hoạt động du lịch thú vị để chào đón du khách. Đến với bãi biển Mỹ Khê, bạn không chỉ được tận hưởng thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn có thể chơi các môn thể thao dưới nước, tổ chức cắm trại trên bờ biển hoặc là thưởng thức những món ngon đặc trưng của phố biển. Vào bất kỳ thời điểm nào trong năm thì cũng có người ghé tắm biển Mỹ Khê để hòa mình vào làn nước mát. Vốn trải dài đến 10 km nên biển Mỹ Khê được chia thành 3 khu bãi tắm chính: bãi tắm công viên Phạm Văn Đồng, bãi tắm T20, T18 và bãi tắm 123 được quy hoạch đầu tư với đầy đủ các loại hình dịch vụ và các công trình phụ trợ. Nhìn chung, các bãi tắm công cộng thuộc biển Mỹ Khê đều được giữ vệ sinh sạch sẽ và an toàn, phù hợp với tất cả mọi người. Ngoài ra, đã đặt chân đến một trong những bãi biển quyến rũ nhất thế giới, thì việc chụp hình check-in giữa biển xanh, cát trắng và nắng vàng là hoạt động không thể bỏ qua. Đón bình minh và hoàng hôn trên biển Mỹ Khê cũng là trải nghiệm tuyệt vời mà bạn nên thử. Vào những thời khắc vàng đó, biển Mỹ Khê đẹp như một bức tranh lãng mạn, thơ mộng, và khi đêm đến thì bức tranh ấy lại khoác lên vẻ trầm mặc yên tĩnh.
những trải nghiệm hấp dẫn không nên bỏ qua khi đến biển Mỹ Khê. Tham gia nhiều trò chơi thú vị, đến bãi biển Mỹ Khê, bạn sẽ thấy các trạm điều hành thể thao dưới nước. Bạn có thể đăng ký tham gia các trò chơi vô cùng thú vị như chèo thuyền kayak, chèo thuyền súp, chèo thuyền chuối, trượt nước, lướt ván, dù lượn, đi mô tô nước, cano kéo ván, v.v. Tùy theo sở thích và độ ưa mạo hiểm mà bạn có thể chọn một hoạt động phù hợp để khám phá thiên nhiên ở biển Mỹ Khê theo cách của mình nha. Bên cạnh đó, lặn ngắm san hô là hoạt động không thể thiếu tại bãi biển trong xanh tuyệt vời như thế. Bạn có thể thỏa thích ngắm nhìn những rạn san hô và cá nhỏ với nhiều hình dạng và màu sắc lấp lánh chỉ với vài dụng cụ lặn đơn giản. Chơi dù lượn. Khi tới bãi biển Mỹ Khê, bạn sẽ có cơ hội tham gia các trò chơi mạo hiểm thú vị. Một trong số đó là trò chơi dù lượn. Bạn sẽ được bay lên bầu trời xanh cao, ngắm nhìn toàn cảnh biển Mỹ Khê và vẻ đẹp hút hồn của thành phố xinh đẹp Đà Nẵng. Trong trò chơi dù lượn, bạn sẽ được ngồi lên dây dù được bảo vệ chắc chắn, kiểm tra sức khỏe. Sau đó, dây sẽ được móc vào cano kéo đi. Khi đó, cánh dù sẽ căng phồng, kéo bạn bay lên cao. Bạn hoàn toàn có thể bay cùng bạn bè trên cùng một chiếc dù, nhưng tối đa là 3 người. Ngoài ra, bạn có thể thuê riêng khinh khí cầu để trải nghiệm cảm giác bay trên độ cao 50m, 500m. Tất cả các trò chơi mạo hiểm này đều có tính an toàn cao bởi luôn có đội cứu hộ túc trực phía dưới. Ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển. Khi đi du lịch tại bất kỳ bãi biển nào thì bạn cũng nên thử một lần ngắm bình minh bởi đó là giây phút rộn ràng và thoáng đãng nhất. Hãy cố gắng dậy thật sớm để đón chào những tia nắng ban mai và tham gia vào buổi chờ cá nhộn nhịp vào 4 giờ rưỡi sáng mỗi ngày. Từ khoảng 7 giờ cho đến 9 giờ sáng là thời điểm thích hợp để bạn tắm nắng và thu nhận năng lượng tốt lành từ mặt trời. Vào buổi chiều tà, khi mặt trời buông xuống, khung cảnh thơ mộng yên bình bao trùm lấy cả vùng biển lớn. Lúc này bạn có thể đi dạo trên cát, ngồi ngắm mặt trời lặn hoặc chụp những bức ảnh độc đáo. Các bạn thấy sao về 100 những bãi biển đẹp nhất hành tinh? Hãy để lại ý kiến cá nhân cho chúng tôi biết nhé.